Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Má trên mạng Internet qua Pao Talk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Thanh Thủy thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ sáu ngày 26 tháng 3 năm 2021 Phật 2564. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Maccima Nikaya bài 129 Kinh Hiền Ngu Ba La Pandita Sutta. Tiếp theo, hai hạng người, hai thế giới, phân đoạn 614 đến 617 sẽ do Thượng Tọa sẽ giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải. Vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chỉ thiện để vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thính quán giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Bài học hôm nay Trung Bộ Kinh, bài 129, Kinh Hiền Ngu, Ba La Pandita Sutta. Tiếp theo, hai hạng người, hai thế giới, phân đoạn 614 đến 617. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa giác dẫn dẫn nhập pháp hội thoại hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta hôm nay học tiếp theo bài kinh đã được Thượng Tọa Pháp Đăng giảng phần đầu vào ngày thứ tư vừa qua, đó là kinh Hiền Ngu. Chúng tôi một lần nữa muốn nhắc tất cả quý vị là có những bản kinh hết sức là quen thuộc đối với người Việt Nam của chúng ta, nhưng mà thuộc hệ chữ Hán, khi mà đổi sang kinh điển Phật giáo Nam truyền đó thì hoàn toàn khác. Thí dụ như kinh Đại Bát Niết Bàn hay là kinh Phạm Võng, ở bên Phật giáo Nam tông thì cũng những bài kinh mang tên tương tự như vậy mà với một nội dung hoàn toàn khác. Trường hợp ngày hôm nay cũng giống như vậy. Trong Phật giáo Bắc truyền thì kinh Hiền Ngu là một cái tên khác để chỉ cho những câu chuyện mang tới các tiền thân như là túc sanh truyền của chúng ta. Nhưng mà riêng ở Phật giáo Nam Tông thì
kinh Hiền Ngu á, là kinh đề cập đến một hai cái lối sống, hai thế giới của người có hiểu biết và người không có hiểu biết. Ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng người không có hiểu biết á, là muốn hạnh phúc, nhưng mà cái gì mà họ làm chỉ đưa họ vào cái vòng luẩn quẩn của khổ đau. Trong đó người có hiểu biết thì lại là người muốn hạnh phúc và thành tựu được những hạnh phúc do cái sở hành hiền thiện. Và cái sở hành hiền thiện đó dẫn đến cái cảnh giới tái sanh hiền thiện và cuộc sống hiền thiện. Thật ra thì cái chất liệu của trí tuệ hay là sự hiểu biết đó, trong Phật Pháp không phải chỉ ở trong cuộc sống hàng ngày như là bài kinh này đề cập đến, mà trí tuệ còn có cái vai trò cao hơn nữa, đó là tuệ giác để dẫn đến giác ngộ giải thoát. Thì một người con Phật, dù là nói về hiệp thế hay siêu thế, thì trí tuệ cũng đóng một vai trò rất là quan trọng. Bài kinh được có phần rồi nói về người sống không hiểu biết hay là người thiếu trí đó, đã được Thượng tọa Pháp Đăng giảng vào ngày hôm nay đó. Thì Thượng tọa Từ Siêu sẽ giảng phần còn lại nói về đời sống người có trí hay là người có hiểu biết. Lẽ ra thì thông thường chúng tôi muốn quý vị nghe trọn bài kinh để có thể nhắc lại phần đầu, nhưng mà thưa quý vị, bài kinh quá dài, đọc như vậy chúng ta sẽ mất thì giờ lắm. Do vậy quý vị quan hỷ, các vị ấn trì quan hỷ đọc cho phần tiếp theo nói về người trí, và sau khi đọc phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cung thỉnh Thượng tọa Tuyệt Siêu giảng dạy ý nghĩa của bài học này. Xin mời quý vị quan hỷ đọc cho bằng phần chánh kinh. Chúng con kính chuyên Thượng tọa giác dặn, con xin đọc bài. Bài 129, Kinh Hiền Ngu, Ba Lá Bành Lý Tá Xuất Tá tiếp theo. Hai hạng người, hai thế giới, phân đoạn 614 đến 617. Chú thích dẫn nhập. Kinh Hiền Ngu là pháp thoại của Đức Phật, giảng về người hiền trí, Bành Lý Tá và cả ngu ác. Ba lá, chữ hiền ở đây phải hiểu theo nghĩa rộng là hiền nhân. Chữ ngu ở đây không nên hiểu đần độn mà là người muốn hạnh phúc nhưng lại gây khổ cho mình, cho người. Pháp thoại này của Đức Phật đưa ra những chi tiết về sở hành của chúng sanh trong hiện tại và cảnh giới tái sanh ở tương lai. 614, hành tướng của hiền trí. Biểu lộ của người hiền trí là ba nghiệp hiền thiện. Kinh văn: Này các tỷ kheo, có ba đặc điểm, đặc tướng và đặc ấn này của người hiền trí, thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, người trí tư duy thiện tư duy, nói lời thiện ngữ và hành các thiện hành. Này các tỷ kheo, nếu người trí không tư duy thiện tư duy, không nói lời thiện ngữ, không hành các thiện lành, thời làm sao kẻ trí biết được người ấy? Vị này là người trí, là bậc chân nhân. Và vì rằng, này các tỷ kheo, người trí tư duy thiện tư duy, nói lời thiện ngữ, hành thiện hành, do vậy người trí biết người ấy, vị này là người có trí, là bậc chân nhân. 615. Hiện báo nghiệp của người hiền thiện. Người sống với tam nghiệp hiền thiện tự tại giữa cuộc đời. Kinh văn: Người trí ấy, này các tỷ kheo, ngay trong hiện tại cảm thọ ba lợi lạc hỷ. Này các tỷ kheo, nếu người trí ngồi giữa hội chúng, hay ngồi bên đường có xe cộ qua lại, hay tại ngã ba, ngã tư đường, tại đấy nếu có người nghĩ đến câu chuyện thích hợp về người ấy, nếu người trí, này các tỷ kheo, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong dâm dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ say rượu men, rượu nấu, thời ở đây, này các tỷ kheo, người trí ấy suy nghĩ như sao? Các người ấy nghĩ đến câu chuyện thích hợp về ta, vì những pháp ấy thật có nơi ta, và ta có những pháp ấy. Này các tỷ kheo, đây là loại lạc hỷ thứ nhất, người trí cảm thọ ngay trong hiện tại. Lại nữa, này các tỷ kheo,
Người Trí thấy các vua chúa sau khi bắt tên trộm cướp phạm tội liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bung, họ lấy gươm chặt đầu. Ở đây, này các tỷ kheo, người Trí suy nghĩ như sau: do nhân các hành như vậy, các vua chúa sau khi bắt tên trộm cướp có phạm tội liền áp dụng những hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ lấy gươm chặt đầu. Những pháp ấy thật không có nơi ta, và ta không có những pháp ấy. Này các tỷ kheo, đây là lợi lạc hiệu thứ hai. Người Trí cảm thọ ngay trong hiện tại. Lại nữa, này các tỷ kheo, khi người Trí leo ngồi trên ghế hay trên giường hay nằm trên đất, lúc bấy giờ những thiện nghiệp người ấy làm từ trước, như thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành treo nằm, treo áp, treo đè trên người, treo đè trên người ấy. Dĩ như, này các tỷ kheo, vào buổi chiều, những bóng các đỉnh núi treo nằm, treo áp, treo đè trên đất cũng vậy. Này các tỷ kheo, khi người Trí ngồi trên ghế hay ngồi trên giường hay nằm dưới đất, trong khi các nghiệp quá khứ của người ấy, tức là thân hành, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành treo nằm, treo áp, treo đè trên người ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, người Trí suy nghĩ như sau: thật sự ta không làm điều ác, không làm điều hung bạo, không làm điều tội lỗi, lại làm điều phước, làm điều thiện, làm điều chống sợ hãi. Do không làm điều ác, không làm điều hung bạo, không làm điều tội lỗi, do làm điều phước, làm điều thiện, làm điều chống sợ hãi, được đi đến thiện thú nào, thiện thú ấy sau khi chết ta được đi, vì ấy không sầu muộn, không than gian, không than khóc, không đấm ngực, rên la và rơi vào bất tỉnh. Này các tỷ kheo, đây là sự lạc hỷ thứ ba. Ngay trong hiện tại, người Trí được cảm thọ. 616. Con đường cao rộng của hiền nhân. Khó nói hết những lợi lạc của người sống theo thiện pháp. Kinh văn: này các tỷ kheo, kẻ trí kia sau khi làm thân thiện hành, sau khi làm khẩu thiện hành, sau khi làm ý thiện hành, sau khi thân quả mạng chung, sanh ra trong thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỷ kheo, nếu có ai nói một cách đúng đắn về vị ấy, phải nói rằng vị ấy hoàn toàn tốt đẹp, hoàn toàn khả ái, hoàn toàn thích ý. Cũng như muốn nói một cách đúng đắn về thiên giới, phải nói rằng thiên giới hoàn toàn tốt đẹp, hoàn toàn khả ái, hoàn toàn thích ý. Về vấn đề này, này các tỷ kheo, cho đến một ví dụ cũng không dễ gì, vì rất nhiều là sự an lạc của thiên giới. Khi được nói vậy, một tỷ kheo khác bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể làm cho con một ví dụ được không? Có thể được, này các tỷ kheo. Dĩ như, này các tỷ kheo, vị vua chuyển luân có đầy đủ 7 món báo và 4 như ý đức, do nhân duyên ấy cảm thọ lạc hỷ. Thế nào là 7? Ở đây, này các tỷ kheo, vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh vào ngày Bố Tát trăng rằm sau khi gội đầu, lên cao điện để trai giới. Thời thiên luân báo hiện ra, đủ 1000 cộng xa, giới dành xe, đầy đủ mọi bộ phận. Thấy vậy, vua Sát Đế Lị đã làm lễ vắng lãnh, suy nghĩ: ta nghe như vậy, khi một vua Sát Đế Lị đã làm lễ vắng lãnh vào ngày Bố Tát trăng rằm, sau khi gọi đầu, lên cao điện để trai giới. Nếu có thiên luân báo hiện ra, đủ 1000 cộng xe, giới dành xe và trục xe, đầy đủ mọi bộ phận, thời vị vua ấy là chuyển luân dương. Như vậy có thể là chuyển luân dương. Này các tỷ kheo,
Rồi vua Sát Đế Vị lại làm lễ quán đảnh, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y trong một vai, tay trái cầm bình nước và với tay phải rưới nước trên xe báo và nổi. Này xe báo hãy lăn khắp, này xe báo hãy chinh phục, và này các tỷ kheo, xe báo lăn về hướng đông. Và vua Sắc Đế Lị đã làm lễ vắng cảnh cùng với bốn loại binh chủng đi theo sau. Và này các tỷ kheo, chỗ nào xe báo dừng lại, chỗ ấy vua Sắc Đế Lị đã làm lễ vắng đảnh an trú cùng với bốn loại binh chủng. Này các tỷ kheo, các lịch dương ở phương đông đến ý kiến vua Sắc Đế Lị đã làm lễ vắng đảnh và nói: hãy đến đây đại dương, hoan nghênh đón mừng đại dương. Đại dương, tất cả đều thuộc của ngài, đại dương hãy giáo huấn cho chúng tôi. Vua Sắc Đế Vị đã làm lễ vắng đảnh, nói rằng: không được sát sanh, không được lấy của không cho, không được tà dâm, không được nói láo, không được uống rượu, hãy ăn uống cho thích nghi. Này các tỷ kheo, tất cả địch dương ở phương đông đều trở thành chư hầu vua Sắc Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Này các tỷ kheo, rồi xe báo ấy lặn xuống biển lớn ở phương đông, rồi nổi lên và lặn về phương nam. Lặn xuống biển lớn ở phương nam, rồi nổi lên lặn về phương tây. Lặn xuống biển lớn ở phương tây, rồi nổi lên và lặn về phương bắc. Và vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán cảnh cùng với bốn loại binh chủng đi theo sau. Này các tỷ kheo, chỗ nào xe báo dừng lại, chỗ ấy vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán cảnh an trú cùng với bốn loại binh chủng. Này các tỷ kheo, các địch dương ở phương bắc đến ý kiến vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán cảnh và nói: hãy đến đây đại dương, hoan nghênh đón mừng đại dương. Âu đại dương, tất cả đều thuộc của ngài, tất cả đều thuộc của ngài, đại dương hãy giáo huấn cho chúng tôi. Này các tỷ kheo, tất cả địch dương ở phương bắc đều trở thành chư hầu vua Sát Đế Lị đã làm lễ vắng đảnh. Này các tỷ kheo, xa báo ấy sau khi chinh phục trái đất cho đến hải biên liền trở về kinh đô Cú Sa Quá Tý và đứng trước pháp đình trên cửa nội cung, như một trang bảo cho nội cung của vua Sắc Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Này các tỷ kheo, như vậy là sự xuất hiện của xa báo của vua Sắc Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, chơi báo xuất hiện cho vua Sắc Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Thuần trắng, bảy xứ kiên cường, có thần lực, phi hành trên hư không và tên là Uposatha Bồ Tát. Thấy voi báo, vua Sắc Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, sanh tâm hoan hỷ và nghĩ: lành thay, được cởi voi này nếu nó chịu sự điều ngự. Và này các tỷ kheo, như một con hiền từ quý phái chịu sự điều ngự lâu ngày, con voi báo ấy tự đến để chịu điều ngự. Này các tỷ kheo, thuở xưa vua Sát Đế Lợi đã làm lễ quán đảnh để thử voi đó này. Sáng sớm cởi voi đi khắp quả đất cho đến hải biên, rồi về lại kinh đô Cú Xá Quá Tý kịp giờ ăn sáng. Này các tỷ kheo, như vậy là sự xuất hiện voi báo của vua Sát Đế Lợi đã làm lễ quán đảnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, nghĩa báo xuất hiện cho vua Sắc Đế Lị đã làm lễ vắng đảnh. Thuần trắng, đầu đen như quả, bờm ngựa màu đen, có thần lực, phi hành trên hư không và tên là Quá Lá Há Cá. Thấy ngựa báo, vua Sắc Đế Lị đã làm lễ vắng đảnh, sanh tâm văn hỷ và nghĩ: tốt đẹp thay, được cởi con ngựa này nếu nó chịu sự điều ngự. Ngày này các tỷ kheo, như một con hiền mã quý phái chịu sự điều ngự lâu ngày, con ngựa báo ấy tự đến để chịu sự điều ngự. Này các tỷ kheo, thời xưa vua Sát Đế Lị lại làm lễ quán cảnh để thử con ngựa báo này. Sáng sớm liền cởi ngựa đi khắp quả đất cho đến hải biên,
rồi lại về kinh đô của Sawatthi kịp giờ ăn sáng. Này các tỷ kheo, như vậy là xuất hiện ngựa báo của vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, châu báu lại xuất hiện cho vua Sát Đế Lị làm lễ quán đảnh. Châu báu ấy là lưu ly châu, sáng suốt, thuần chất, có tám mặt, khó dụa, khó mài, thanh tịnh, trong suốt, hoàn hảo mọi phương diện. Này các tỷ kheo, hào quang châu báu này chiếu sáng cùng khắp một do tuần. Này các tỷ kheo, thuở xưa, vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh thử châu báu này, đã cho dàn bài bốn binh chủng, Lạc Bảo Châu cao trên quân kỳ và có thể tiến quân trong đêm tối âm u. Này các tỷ kheo, mọi người trong làng ở xung quanh đều bắt đầu làm việc, tưởng rằng trời đã sáng rồi. Này các tỷ kheo, như vậy là sự xuất hiện châu báu của vua Sát Đế Lị đã làm lễ vắng cảnh. Này các tỷ kheo, nữ báo lại xuất hiện cho vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Mỹ miều, khả ái, cử chỉ đoan trang, màu da tuyệt mỹ, không quá cao, không quá thấp, không béo, không gầy, không quá đen, không quá trắng. Vượt trên dung sắc loài người, ánh sáng bằng dung sắc chư thiên. Này các tỷ kheo, thân sắc nữ báo này là êm mịn như bông, như nhung. Này các tỷ kheo, khi trời lạnh, chân tay nữ báo này trở thành ấm áp. Khi trời nóng, trở thành lạnh mát. Này các tỷ kheo, thân nữ báo tỏa mùi thơm chiên đàn, miệng tỏa mùi thơm hoa sen. Này các tỷ kheo, nữ báo này dậy trước và đi ngủ sau vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Mọi hành động làm vua thỏa thích, yên lành, khả ái. Này các tỷ kheo, nữ báo này không có một tư tưởng nào bất tính đối với vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, huống nữa là về thân thể. Này các tỷ kheo, như vậy là sự xuất hiện nữ báo của vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, cư sĩ báo hiện cho vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, chứng được thiên nhãn do nghiệp dị thục sanh, và nhờ thiên nhãn này có thể thấy châu báu chôn cất có chủ hay không có chủ. Cư sĩ báo này đến vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh và nói: Tâu đại dương, đại dương chớ có lo âu, thần sẽ xử lý thích nghi tài sản đại dương. Này các tỷ kheo, thuở xưa vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, muốn thử cư sĩ báo này, liền cởi thuyền chèo ra giữa sông Hằng và bảo cư sĩ báo: Này cư sĩ, ta cần vàng. Tâu đại dương, hãy cho chèo thuyền gần bờ nào cũng được. Này cư sĩ, ta cần vàng ngay tại đây. Này các tỷ kheo, khi ấy cư sĩ báo thọc hai tay xuống nước, nhắc lên một gà đầy cả vàng rồng, rồi tâu với vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Tâu đại dương, như vậy đã đủ chưa? Tâu đại dương, làm như vậy đã được chưa? Vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh trả lời: Này cư sĩ, như vậy là đủ. Này cư sĩ, làm như vậy là được rồi. Này cư sĩ, cúng dường như vậy là được rồi. Này các tỷ kheo, như vậy là xuất hiện cư sĩ báo của vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, tướng quân báo xuất hiện cho vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, có học thức, thông minh, sáng suốt, có khả năng khuyến cáo vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Khi đáng tiến thì tiến, khi đáng lùi thì lùi, khi đáng dừng thì dừng. Vị này đến tâu vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Tâu đại dương chớ có lo âu, thần sẽ cố vấn đại dương. Này các tỷ kheo, như vậy là sự xuất hiện tướng quân báo của vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh. Này các tỷ kheo, vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh có đầy đủ bài báo như vậy. Lại nữa, này các tỷ kheo, vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh có đầy đủ bốn như ý đức. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh đẹp trai, khả ái, cử chỉ thanh lịch, sắc diện tuyệt luân, thấy xa hơn mọi người,
Này các tỷ kheo, đó là như ý đức thứ nhất của vua Sát Đế Lì đã làm lễ quán đảnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, con xin lỗi, này các tỷ kheo, lại nữa, vua Sát Đế Lì đã làm lễ quán đảnh sống lâu, tuổi thọ thắng xa các người khác. Này các tỷ kheo, đó là như ý đức thứ hai của vua Sát Đế Lì đã làm lễ quán đảnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, vua Sát Đế Lì đã làm lễ quán đảnh ít bệnh tật, ít tai ương, thể nhiệt không quá lạnh, không quá nóng, được quân phân để điều hòa sự tiêu hóa, thắng xa các người khác. Này các tỷ kheo, đó là như ý đức thứ ba của vua Sát Đế Lì đã làm lễ quán đảnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, vua Sát Đế Lì lại làm lễ quán đảnh được các bà la môn và gia chủ ái kính và yêu mến. Này các tỷ kheo, như người cha được các người con ái kính và yêu mến cũng vậy. Này các tỷ kheo, vua Sát Đế Lì đã làm lễ quán đảnh được các bà la môn và gia chủ ái kính và yêu mến. Này các tỷ kheo, các vị làm bà la môn và gia chủ được vua Sát Đế Lì đã làm lễ quán đảnh ái kính và yêu mến. Này các tỷ kheo, như những con người được người cha ái kính và yêu mến cũng vậy. Này các tỷ kheo, các bà la môn và gia chủ được vua Sát Đế Lì đã làm lễ quán đảnh ái kính và yêu mến. Thời xưa, này các tỷ kheo, vua Sát Đế Lì đã làm lễ quán đảnh khi đến quay chiên cùng với bốn loại binh chủng. Này các tỷ kheo, các bà la môn và gia chủ đến vua Sát Đế Lì đã làm lễ quán đảnh và tâu rằng: Tâu đại vương, hãy cho đi chậm chậm để chúng tôi có thể chiêm ngưỡng lâu dài hơn. Này các tỷ kheo, nhưng vua Sát Đế Lì đã làm lễ quán đảnh lại ra lệnh cho người đánh xe: Này anh đánh xe, hãy đánh xe chậm chậm đủ để ta có thể thấy các vị bà la môn và gia chủ lâu dài hơn. Này các tỷ kheo, như vậy là như ý đức thứ tư của vua Sát Đế Lì đã làm lễ quán đảnh. Và này các tỷ kheo, vua Sát Đế Lì đã làm lễ quán đảnh suy nghĩ: Nay ta hãy cho xây những hồ sen giữa các hàng cây ta la, cứ cách khoảng 100 cung tầm. Này các tỷ kheo, vua chuyển luân có đầy đủ bốn như ý đức này. Này các tỷ kheo, con nghĩ thế nào? Vua chuyển luân đầy đủ bảy món báo và bốn như ý đức do nhân viên ấy có cảm thọ lạc hỷ không? Bạch Thế Tôn, vua chuyển luân chỉ đầy đủ một món báo do nhân viên ấy có cảm thọ lạc hỷ, còn nói gì đầy đủ bảy món báo và bốn như ý đức? Rồi Thế Tôn lượm lên một hòn đá nhỏ lớn bằng bàn tay và nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Cái gì lớn hơn hòn đá này to bằng bàn tay do ta lượm lên, hay núi Tuyết Sơn vua các loại núi? Thật là quá nhỏ, bạch Thế Tôn, là hòn đá này lớn bằng bàn tay do Thế Tôn lượm lên, so sánh với Tuyết Sơn vua của các loại núi, nó không đáng gì, nó không đáng kể gì, nó không một phần ngàn vạn lần của núi tuyết, nó không thể so sánh được. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vua chuyển luân với bảy món báo và bốn như ý đức do nhân duyên ấy cảm thọ lạc hỷ, lạc hỷ ấy so sánh với thiên lạc không đáng kể gì, không bằng một phần ngàn vạn lần, không thể so sánh được. Này các tỷ kheo, người có trí ấy nếu sau một thời gian rất lâu dài được sinh làm người, người ấy sẽ sinh ra một gia đình cao quý, Sát Đế Lị đại gia hay Bà La Môn đại gia hay cư sĩ đại gia giàu có, tài sản nhiều, tài nguyên nhiều, vàng và bạc phong phú, tài vật phong phú, lúa thóc phong phú. Hơn nữa, vị ấy đẹp trai, khả ái, dễ thương, đầy đủ dung sắc tối thượng, vị ấy nhận được đồ ăn, đồ uống, giải mặt,
xa khổ, dòng qua hương liệu, giường, trú xứ và ánh sáng. Vì ấy sống với thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, sống với thân hành, sống với thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành. Sau khi thân bại mạng chung, vì ấy được sanh lên thiện thú, thiên giới. 617. Bậc thiện trí có thành tựu lớn trong hiện tại và tương lai. Người sống đời hiền thiện, an lạc trong hiện tại và tương lai. Kinh văn, ví như, này các tỷ kheo, một người đánh bạc, chính trong canh bạc thứ nhất, đổ xúc sắc, được tiền bạc rất nhiều, thật là quá nhỏ. Này các tỷ kheo, là canh bạc ấy, nhờ canh bạc đầu tiên này, người đánh bạc ấy được tiền bạc rất nhiều. Lớn hơn canh bạc ấy là canh bạc nhờ đó, người trí sau khi hành thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành. Sau khi thân quại mạng chung, sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỷ kheo, đây là tựa dứt hoàn toàn viên mãn của bậc có trí. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỳ kheo giác sẵn. Chúng con thành kính cung thỉnh Thường Tọa Tệ Sư giảng giải bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giá, kính thỉnh Thường Tọa. Nam mô Phật Thầy Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ tăng chúng đệ tử Đức Thế Tôn, kính chào Thượng Tọa Chánh Đăng cùng chư Tôn Đức thân gia tất cả quý đạo Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học cái bài kinh Parapandita Kinh Hiền Ngu. Bài kinh số 129. Phần thứ hai này nói về người trí. Đọc qua ở bài kinh này, chúng ta sẽ tự hỏi tại sao ta không thành người trí. Vì ở trong bài kinh này, thưa quý vị, Đức Phật Ngài đã nói đến cái sự thành tựu viên mãn mà do cái sở hành của người trí đem lại. Nhưng mà trước nhất, thành tựu cái sự an lạc hạnh phúc của người trí không phải là do sự ân khải của Thượng Đế hay là do cái thử ban thưởng của vị thần linh nào hết, mà chính do cái sở hành của vị ấy.
Ở đây thực nhất là Đức Phật đã dạy cái hành tướng của cái người trí. Người trí ở đây, chữ Pandita, chúng ta cần phải hiểu là bậc thiện trí, chứ không phải là cái hạng trí thức như người ta thường nghĩ, là người có cái địa vị trong xã hội, có cái học vị cao như là tiến sĩ, bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ. Không phải vậy. Vì có lắm người mệnh danh là trí thức, nhưng mà người này đã có cái sở hành của cái người thiểu trí, như là thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. Còn ở đây cái chữ Panita dịch là bậc hiền trí hay là thiện trí, thiện trí thức. Bậc hiền trí có ba cái hành tướng, gọi là đặc điểm, đặc tính, đặc tướng. Người trí khi suy nghĩ thì cái suy nghĩ đó là thiện tư duy. Người trí nói thì nói lời thiện ngữ. Người trí hành động là các cái thiện hành. Đây là cái đặc tính, đặc tướng, đặc ấn của bậc trí thức, của bậc hiền trí, bậc hiền trí ở trong đời. Chúng ta nghĩ rằng đơn giản, nhưng mà không đơn giản chút nào. Bởi vì suy nghĩ về thiện tư duy, su chinh tí, su chinh tí tá chinh tí, ở đây là suy nghĩ về vô tham, suy nghĩ về vô sân, suy nghĩ về bất hại. Cái đó mới là cái tư duy hiền thiện để đưa đến kết quả tốt đẹp.
Còn khi nói là nói những cái thiện ngôn Suphastaphasi, nói những thiện ngôn như là nói chân thật, nói hòa hợp, nói mà đem lại hòa hợp, không có chia rẽ người khác, nói những lời nói dịu ngọt, biết dùng cam ngôn mỹ từ, nói những lời nói thông cảm đến tâm, và nói lời hữu ích, tức là nói ra để khiến cho người khác được học hỏi những cái điều tốt đẹp, khiến cho người khác lãnh hội cái lời nói đó và thực hành theo, phát sanh nhiều lợi lạc. Đó là nói lời hữu ích. Thì đó là cái đặc tính, đặc tướng của người hiền trí, là hãy nói ra là nói thiện ngôn, nói lời thiện ngôn, nói lời tốt đẹp. Đặc tính, đặc tướng của người trí khi hành động là hành động bằng thiện hạnh, suốt cả tất cầm mát, như là người trí bố thí hoặc là cung kính hay là phụ, và từ bỏ cái sắc sân, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm. Ở trong chú giải nói rằng cái chữ Sukkata ở đây, Sukkata cầm mát ở đây là chỉ cho ca giá Sucharita, còn Suphasita ở đây là chỉ cho khẩu thiện hành. Quá trì Sucharita và tư duy Sucintita ở đây là để chỉ cho Mano Sucharita, là ý thiện hạnh. Nếu mà chúng ta dùng cái từ gọi là Kaya Sucharita, thân thiện hạnh, thì chúng ta hiểu liền, vì chúng ta quen xài cái đó. Và khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh, Vachi Sucharita, Mano Sucharita, là chúng ta sẽ hiểu. Thì thưa quý vị, con người hiền trí vì họ không có nói hay làm hay suy nghĩ bằng phiền não tham sân si, mà chỉ nói bằng ba cái thiện căn là vô tham sân si, cho nên cái tư duy của vị đó là tư duy tốt đẹp, cái lời nói của vị đó là lời nói tốt đẹp, và cái hành động của vị đó là hành động tốt đẹp.
Đó là ba cái đặc tính, đặc tướng, đặc ấn của cái bậc hiền trí. Khi bậc hiền trí thì sống tư duy như vậy, nói ngôn từ như vậy, hành động cái sở hành như vậy, thì Đức Phật dạy rằng ngay trong hiện tại vì đã cảm thọ được cái hỷ lạc, cái sự an vui, cái sự hạnh phúc, thì ngay trong hiện tại vì đó có cái sự khoan hỷ là như thế nào? Ở đây thưa quý vị, bậc hiền trí khi mà đi đến giữa cái hội chúng, ngồi giữa cái hội chúng, thì vị đó sẽ ngồi với cái tâm an vui, dạn dĩ. Vì nghĩ rằng những người kia khi nghĩ đến ta thì nghĩ ta là người thật có những cái pháp tốt lành đó, cho nên tâm của người hiền trí không có sự lo lắng, không có sự rụt rè sợ người ta nói xấu mình. Đó là người trí cảm thọ hỷ lạc ngay trong hiện tại. Lại nữa, người trí, người hiện trí sau khi đã làm thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh như vậy mà thấy các vị vua chúa sau khi bắt cái tên trộm cướp phạm tội liền trói lại, đánh đập hoặc là xử tử, thì người trí cũng bình thản an vui vì nghĩ rằng những tên trộm do nhân làm các ác hạnh mới bị những cái hình phạt sai khác, hoặc bị bỏ tù hay bị giết chết. Những pháp ấy không có nơi ta, ta không có những pháp ấy, cho nên người hiện trí ngay trong hiện tại sống được
an lạc. Đây là loại hỷ lạc thứ hai mà người trí cảm thọ ngay trong hiện tại. Lần nữa, người hiện trí sau khi làm thân nghiệp, thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh gì? Tâm tư của người ấy dù nằm ngồi trên giường, trên ghế hay trên mặt đất, thì người hiện trí cũng cảm thấy thoải mái, cái tâm vui tươi vì những cái thiện pháp chạy làm cho tâm được phấn khởi, được vui thích. Cũng như khi mà một bóng cây hay bóng núi ở trải lên trên mặt đất, và khi người ta ngồi ở dưới, người ta cảm thấy nó mát mẻ, nó dễ chịu, thoải mái. Cho nên cái bậc hiện trí được cái hỷ lạc ngay trong hiện tại thứ ba được. Đây là cái sự thành tựu lợi ích rất thiết thực Phật Ngài đã dạy về cái bậc hiện trí đã làm được nhiều cái điều thiện, nhiều điều công đức, nhiều điều tốt lành mà được cái cảm giác an lành, hạnh phúc đó. Chúng ta còn chờ gì nữa mà chúng ta không làm bậc hiện trí ở trong đời? Lại nữa thưa quý vị, người hiện trí do thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp tốt đẹp như vậy đó, sau khi thân ngoại mạng chung được sanh ra trong thiện thú thiên giới của đời này, chữ thiện thú đây là chữ Sukhati, là cái cõi tốt đẹp. Chữ thú ở đây là tốt đẹp, là cái cõi. Thí dụ như cái cõi, cái nơi hay cảnh, chữ Sukhati chúng ta dịch là nhàn cảnh cũng được, nhưng mà dịch là thiện thú quen rồi, như chúng ta lại bị nhầm lẫn với những con thú hiền và ác thú, lẫn thú dữ vân vân, không phải. Chữ thú này là cảnh, thí dụ chúng ta nói một người họ từ bỏ quan trường để trở về vua thú điền viên. Chữ thú điền viên ở đây đó là cảnh ruộng vườn. Thú điền viên là cảnh ruộng vườn, vui với cảnh ruộng vườn vậy mà nó yên thân. Còn ở trong quan, chốn quan trường thì có cái sự đấu đá với nhau, hãm hại lẫn nhau, con người ta chán. Cho nên cái chữ thú đó là cảnh, chữ cái tí là cái chỗ đi đến. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng trong bài kinh này là Đức Phật Ngài chưa có nói đến cái sự giải thoát, mà Ngài chỉ nói đến thực tại là cái bậc hiền trí khi mà làm thân thiện nghiệp, khổ thiện nghiệp, ý thiện nghiệp đó,
ngay trong hiện tại hưởng được ba cái sự an lạc, và đến khi mình chung sanh về thiện thú thiên giới cõi đời, ở đây ở trong cái đoạn kinh sau này chúng ta cần phải hiểu như thế này. Một là sau khi chết, bậc hiền trí do nhờ thân thiện nghiệp, khổ thiện nghiệp, nghiệp đó mà được sanh về cõi trời. Nếu mà sinh trở lại là người thì sẽ là một người có đầy đủ cái sự hạnh phúc an lạc. Khi mà nói về cái hạnh phúc ở cõi trời đó, thì lúc đó một vị tỳ kheo mới bạch hỏi Đức Phật. Sau khi Đức Phật Ngài nói rằng vì hạnh phúc ở cõi chư thiên nó là vô lượng, nhiều thật nhiều, không thể có cái gì để so sánh được, thì vị tỳ kheo đó mới thỉnh Đức Thế Tôn cho một cái thí dụ. Thì Đức Thế Tôn Ngài cho một cái thí dụ điển hình. Nhưng mà trước hết là Đức Phật Ngài nói về cái sự cao sang của vua Chuyển Lưu Vương. Một vị vua Chuyển Lưu Vương được quyền hành tối thượng, được sự cao sang tối thượng, được giàu có tối thượng, được an lạc tối thượng, là do nhờ vị đó có được bảy báo, tức là bánh xe báo, ngựa báo, voi báo. Châu báo, gia chủ báo, tướng quân báo, nữ báo. Như quý vị đã được nghe cái sự mô tả thật là tuyệt vời, khi một vị vua mà có đầy đủ bảy báo như vậy. Lại nữa, vua Chuyển Lưu Vương thành tựu được bốn cái dự ý đức, bốn cái đức dự ý. Một là vị đó hảo tướng đẹp trai. Ở trong kinh nói rằng Chuyển Lưu Vương có 32 tướng tốt, như là vị chánh đẳng giác vậy. Thứ hai là sống trường thọ. Thứ ba là không có bệnh tật, ít có bệnh tật, ít có tai ương. Và thứ tư là được các vị thần dân yêu mến,
Khi mà có đầy đủ bảy báo và bốn cái như ý, bốn cái đức như ý như vậy đó, thì vua Chưởng Lương Vương có cảm thọ lạc hỷ trong cuộc sống. Rồi Đức Thế Tôn Ngài mới dùng một cái viên đá nhỏ mà Ngài lượm được ở trên mặt đất, Ngài hỏi các tỳ kheo là: ngươi có thấy cái viên đá nhỏ này hay không? Các ông nghĩ thế nào? Cái hòn đá này và cái ngọn núi Thúy Sơn, cái nào lớn hơn? Thì các vị tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn, quá nhỏ, là cái cục đá trên tay Đức Thế Tôn đem so sánh với núi Thúy Sơn thì không có đáng kể gì. Nó không bằng một phần ngàn vạn lần của núi tuyết, nó không thể so sánh được. Thì Đức Phật nói rằng cũng vậy, vua Chưởng Lương Vương với bảy món báo và bốn như ý đức do cái nhân duyên đó mà được cảm thọ hỷ lạc. Cái hỷ lạc ấy so sánh với thiên lạc thì không có đáng kể gì, chỉ bằng một phần ngàn vạn lần, không so sánh được. Đó là Đức Thế Tôn mà nói về cái thiên lạc, tức là cái hạnh phúc ở cổ trời mà người trí sau khi làm thân thiện hạnh lý thiện hạnh chết được sanh lên hưởng gì. Nhưng rồi người trí có thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh đó, sau khi một thời gian lâu dài ở trên cõi trời sanh xuống cõi người, được sanh làm người, thì cái phước của cái vị đó sẽ là cái người sẽ sanh trong một gia đình cao quý, Sát Đi Lị đại gia, Bà La Môn đại gia hay gia chủ đại gia, giàu có nhiều tài sản và đẹp trai, khả ái dễ thương, dung sắc tối thượng, nhận được thức ăn thức uống với mặt xe đường qua hương liệu, giường trú xứ và ánh sáng. Cái đó là cái phước khi mà sinh trở lại làm người, do nhờ những cái thiện hạnh trước khi đã làm. Nếu mà người ấy, nếu người trí ấy tiếp tục sống với thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh nữa, thì sau khi tâm mạng quần chúng vị ấy được tiếp tục được sanh lên thiện thú thiên giới ở cõi đời. Thưa quý vị, qua bài kinh này chúng ta thấy là không phải con người ngẫu nhiên mà được cái sự hạnh phúc, mà không phải ngẫu nhiên mà họ phải bị rơi vào cái bất hạnh đau khổ, hay là bị trừng phạt, hoặc là được ban thưởng, không phải vậy. Mà chính do cái sở hành của người đó. Do vậy chúng ta hãy làm cái sở hành của bậc trí, tức là chúng ta sống suy nghĩ bằng thiện tư duy, chúng ta nói
thì những nói bằng thiện ngôn, chúng ta hành động là bằng những cái thiện nghiệp, những cái thiện hành. Cứ như vậy mà chúng ta sẽ, chúng ta sống, chúng ta làm như thế, thì đừng có nói chi là sau khi mệnh chung chúng ta sanh về cõi người hay cõi trời, chúng ta sẽ được lạc chư thiên hay lạc chư loài. Mà chúng ta chỉ nói sau khi làm thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, thì ngay trong hiện tại này chúng ta sẽ hưởng được cái hỷ lạc, cái sự quan hỷ do những cái thiện hành đó đem lại. Tâm mình rất tự tại, an nhiên khi đi đến giữa hội chúng, vì mình không sợ ai dèm pha nói xấu mình. Mà nếu người ta có nói về mình thì người ta cũng nói tốt về mình thôi, vì mình là người, người tốt mà. Rồi khi mà thấy người khác do làm ác nghiệp mà phải bị, do làm phạm pháp, do sống phạm pháp gây nhiều tội lỗi cho nên phải bị luật pháp quốc độ hành hình xử phạt trong cái cảnh tù tội, bị tra tấn hay là bị tử hình, thì chúng ta vẫn sống an nhiên. Tại sao an nhiên? Vì rằng chúng ta làm các cái tội lỗi đó. Thứ ba nữa là khi chúng ta làm các cái thiện nghiệp, chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta nằm, chúng ta ngồi ở đâu, dầu cho chúng ta nằm ở trên mặt đất, ngồi trên mặt đất, chúng ta vẫn cảm thấy an lạc, cảm thấy bình yên, tự tại, là bởi vì chúng ta không bị ám ảnh, không bị mặc cảm những cái lỗi lầm, chỉ là những cái thiện pháp. Nó trải rộng ở trong tâm chúng ta như là cái bóng mát của tàn cây mà trải dài ở trên mặt đất, tỏa rộng trên mặt đất, làm cho cái chỗ đó mát mẻ gì. Cái đó là cái hạnh phúc của hiện tại. Còn nói về tương lai thì chúng ta sanh lên cõi người hay cõi trời thì do cái quả phước chúng ta sẽ được thầy đầy đủ thiên lạc, tức là an lạc cõi trời và an lạc cõi nhân loại. Chúng sanh ở trong đời này, nếu họ hiểu được cái lợi ích của cái thiện nghiệp, cái thiện hạnh mà người trí làm, thì người đó sẽ sống theo cái cách của người trí và từ bỏ cái lối sống của cái kẻ ngu. Còn khi mà chúng sinh ở trong đời này cứ sống theo cách của người ngu, là suy nghĩ ác tư duy, nói những lời ác ngôn, hành động những, làm những cái ác hạnh, thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, cho nên ngay trong hiện tại họ phải bị cái sự khổ đau, cái tâm tư rụt rè nhút nhát đến giữa hội chúng. Và khi mà thấy người khác phạm pháp tội lỗi, bị hành hình, bị xử tội, thì người này họ cảm thấy lo âu, sợ rằng sẽ tới phiên mình. Hoặc là khi họ nằm, họ ngồi ở đâu, dầu trên cái ghế sang trọng, cái giường sang trọng,
Nhưng mà kẻ ngu làm các cái điều ác rồi thì họ bị ám ảnh bởi những cái tội lỗi đó, vì mặc cảm những tội lỗi đó cũng giống như là có một cái tảng đá được treo bằng một sợi dây mỏng manh ở trên đầu của họ, luôn luôn hồi hộp. Đó là ba cái khổ của hiện tại. Khổ trong tương lai họ sanh xuống địa ngục. Cũng như quý vị đã được nghe ngày trước đó, trong cái ngày thứ sáu mà Thượng Tọa Pháp Trân có thuyết, thì ở đây ở ngày thứ tư đó, thì quý vị có biết rằng là ở dưới địa ngục cũng không có cái gì để mà có thể so sánh được cái khổ của địa ngục. Đức Phật là chỉ đưa ra cái thí dụ là một người mỗi một ngày buổi sáng phải chịu 300 mũi lao xuyên đâm xuyên vào thân, buổi trưa bị đâm xuyên vào thân mấy trăm mũi lao như vậy, buổi chiều bị như vậy. Hỏi Thế Thiện có đau khổ không? Nói khổ lắm. Đức Phật nói cái khổ đó nó không có thấm thía gì như cái khổ như địa ngục hết á. Rồi sau khi ở cõi địa ngục sanh trở lại làm bàn sanh hay ngạ quỷ, rồi từ ở cái cõi khổ bàn sanh ngạ quỷ đó mà sanh trở lại là người thì sẽ gặp nhiều cái sự bất hạnh, sanh ở trong một gia đình nghèo khổ, đốn rách, bệnh tật, có cái thân tướng xấu xí. Thì như vậy là cái bất hạnh, từ cái bất hạnh này đi đến cái bất hạnh khác. Còn người nhiều trí thì từ cái hạnh phúc này đi đến cái hạnh phúc khác, do nhờ cái sở hành về thân khẩu ý của vị đó là sở hành của bậc hiền trí, cho nên được hạnh phúc. Chỉ với chuyện đó thôi là chúng ta đã cảm thấy quan hỷ và ước muốn để làm cái người hiền trí rồi, còn nói chi là cái sự giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi trong tương lai. Thì hôm trước có một lần học cái bài kinh nào đó nói về cái sự ước nguyện thành tựu á, thì cuối cùng là cái người mà ước nguyện được cái sự giải thoát. Thì lúc đó Thượng Tọa đã có hỏi chúng tôi một câu là trong kinh điển có chỗ nào Đức Phật ngài khuyến khích để được luân hồi hạnh phúc hay không. Thì ở đây thì lúc đó chúng tôi trả lời là những điều mà Đức Phật ngài giải thích như trong bài kinh này chẳng hạn, thì ngài nói lên cái sự thật là khi mà chúng sanh làm cái việc thiện trước nhất là họ được cái sự hạnh phúc ở trong cái sự luân hồi rồi. Còn cái sự ước nguyện đạt đến sự giải thoát thì cái điều đó Đức Phật này cũng khuyên nhắc. Nhưng mà ở trong bài kinh này là ngài chưa có nói tới cái việc đó, bởi vì đây không phải là một sự ước nguyện. Ở đây là cái sự quả báo hiển nhiên. Khi mà làm những cái điều lành, những cái điều tốt đó, đây là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái đoạn kinh thứ hai của cái bài kinh Palapaneta, kinh Hiền Ngu. Mình trước đây ngày thứ tư chúng ta đã được học một phần, tức là cái sở hành của cái người, cái đặc tính, đặc tướng, cái hành tướng của cái người người ngu, người thiếu trí. Còn hôm nay thì đặc tính, đặc tướng của người hiền trí. Bài kinh này sẽ khích lệ cho chúng ta, sẽ động viên cho chúng ta, sẽ thôi thúc chúng ta làm những cái điều tốt đẹp về thân, về khẩu ý của bậc hiền trí, để luôn luôn chúng ta sống hiện tại an lạc, và trong tương lai chúng ta cũng sẽ được an lạc. Chúng tôi xin dứt lời ở đây, và bây giờ xin cung thỉnh Thượng Tọa Giáo Đẳng trở lại để điều hợp. Nam Mô Bụt Thầy.
Hôm nay thì thưa quý vị, có lẽ là các vị giảng sư kia trong cái ngày 14, 15 là cái ngày thường ở các chùa có cái pháp hội thông lệ mỗi nửa tháng, cho nên các vị không có vào room được. Chúng tôi thì chúng tôi cũng vừa mới thuyết ở trong cái pháp hội của chùa Vi Giác lúc 7 giờ đến 8 giờ đó. Nhưng mà chúng tôi thì vẫn còn đủ sức để mà chúng tôi lên đây thuyết giảng cho cái bài kinh hôm nay về cái phận sự của mình. Còn các vị kia thì chắc cũng có vẻ vì lý do này lý do khác, cái vị mệt mỏi không có vào được. Thì thôi bây giờ Thượng Tọa Giác Đẳng cứ việc điều hợp với những cái câu hỏi chúng tôi sẽ trả lời. Chúng ta còn những 45 phút nữa, xin cung thỉnh Thượng Tọa. Sa thú cái trường Thượng Tọa Tuệ Siêu, xin được trường thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu trả lời cho hai câu, rồi sau đó Thượng Tọa đi nghỉ, phần còn lại thì sư đệ sẽ lo. Bạch Thượng Tọa Tuệ Siêu, hai câu hỏi được nêu ra sau đây nó không phải là câu hỏi từ trong kinh điển mà chỉ là cái ý kiến cá nhân thôi, muốn được biết một vài cái suy nghĩ của Thượng Tọa Tuệ Siêu. Câu hỏi thứ nhất là khi mà chúng ta đọc này, một bài kinh mà Đức Phật Ngài dạy về hai hạng người, hai cái thế giới, hai cuộc hành trình rất là rõ ràng, không có điều gì mơ hồ hết. Nhưng mà nếu khi mà chúng ta đọc bài kinh này, nghe bài kinh này, thảo luận bài kinh này mà chúng ta không sống như là người trí, mà chúng ta sống như người ngu á, thì như vậy là do chúng ta thiếu đức tin ở Tam Bảo hay là chúng ta thiếu trí tuệ? Thí dụ như một người mà có đức tin ở Tam Bảo thật sự hay là người có trí tuệ thật sự đó, khi mà đọc bài kinh này thì chắc chắn cuộc đời sẽ thay đổi đó. Nhưng mà nếu chúng ta không thay đổi như vậy thì theo Thượng Tọa nghĩ là do chúng ta thiếu niềm tin hay là do chúng ta thiếu trí tuệ? Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bổn Thầy nhé. Ở đây chúng tôi có một thí dụ. Một người bệnh không có nặng lắm, bị cảm soạn, khi mà đi đến bác sĩ giải thích cho nghe cái mệt mỏi của họ như vậy, phải uống thuốc như thế này và sinh hoạt như thế này để cho khỏe. Người này vì không cảm thấy mình bệnh nhiều cho nên thờ ơ với cái lời căn dặn của bác sĩ, và về nhà thậm chí lãnh thuốc rồi bỏ đó chứ không thèm uống. Chừng nào nặng lắm rồi hả hay, chứ còn bây giờ chưa có gì. Thì cái tâm của chúng sinh ở đời cũng vậy đó. Nhưng mà có khác hơn chỗ là khi họ đau khổ cùng cực thì
Thì lúc bây giờ họ lại bi quan và họ tuyệt vọng. Nên họ muốn buông xuôi số phận, họ không chịu làm, không chịu làm theo. Còn một người thì quá hạnh phúc, quá sung túc, quá dồi dào, người này vẫn có thể là ý lại cái phước mình còn nhiều, cho nên không muốn tiếp tục làm thêm nữa. Nhưng mà nếu trong cái hai hạng người đó, một người quá khổ và một người quá hạnh phúc, nếu mà người này có được một cái trí tuệ và có niềm tin Đức Phật Pháp, thì người đó sẽ thực hiện theo cái bài kinh này. Còn sợ nhất là cái người mà đứng lưng chừng, cái người đứng lưng chừng khổ thì không khổ lắm, mặc dù hạnh phúc thì cũng không hạnh phúc lắm. Thì người đó giống như là một bệnh nhân, mà bệnh thì không có nặng. Thì do đó cho nên người này họ thờ lãnh đạo, họ thờ ơ bỏ qua, bất cần, không có đếm xỉa tới ý nghĩa của bài kinh này. Họ chiều đi vào nghe pháp, cái tâm trạng như thế nào thì sau khi nghe pháp xong, sáng thức dậy cũng với cái tâm trạng đó, thì cũng là mở mắt ra rồi suy nghĩ đến ngày hôm nay công việc phải làm gì gì, rồi chúng ta đi đến công sở để chúng ta làm việc xong rồi về, cứ tiếp tục như vậy, ngày nào cũng như ngày đó. Chúng ta không có một cái sự cố gắng nỗ lực để chúng ta làm cho nó tốt đẹp về thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh. Cái đó là do, thật sự là do chúng ta thiếu lòng tin nơi Đức Phật, thiếu lòng tin nơi giáo pháp, nơi tăng chúng. Phải có lòng tin mạnh đó thì tự nhiên chúng ta sẽ thay đổi cái lộ trình của chúng ta liền. Thứ hai nữa là do chúng ta hướng trí, là chúng ta không suy nghĩ tới, chúng ta nghĩ rằng cái bài kinh này khi mà Đức Phật đã thuyết như vậy, nhưng mà cái đó đến với ai chứ không phải đến với mình đâu. Cũng như bây giờ ở một số nơi, ở một cái vùng xa xôi nào đó, một cái tỉnh lỵ hẻo lánh nào đó, một cái làng mạc nào đó ở Việt Nam chẳng hạn, khi mà tin tức ở trên đài nói rằng xứ này xứ kia, chỗ này chỗ nọ, ngày nào cũng có người dương tính với Covid-19, sát Covid hết. Nghe nói như vậy, họ nghe riết họ cũng nhàn, họ nghĩ ở đây mình yên vô sự, không có chuyện xảy ra, mình không có bị nhiễm. Thành ra họ không cần phải đề phòng, không cần phải khẩu trang hay khử khuẩn gì cả. Thì như vậy tất cả đều là do cái sự dễ ngươi. Mà cái sự dễ ngươi đó là do, một là thiếu niềm tin, hai là thiếu cái trí tuệ. Và thiếu hai cái đó thì chúng ta sẽ không có cái sự tinh tấn được, không có sự tinh tấn được. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi từ thời gian đẳng vừa đưa cho cô thầy. Sa thú, kính thưa trường đoàn thượng sư, xin hỏi trường đoàn một câu nữa rồi trường đoàn đi nghỉ. Và đây cũng là một cái một câu hỏi mà muốn dựa trên cái cảm nhận cá nhân của trường đoàn. Ông bà chúng ta thường có câu nói rằng thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tâm. Cái lạ trong cuộc đời này đó là cái con đường đi lối về mà tốt đẹp á, thì nó thênh thang rộng đó, nhưng người ta không đi.
Nhưng mà những cái con đường rừng rú hiểm họa gai góc á, nó không có đường và nó cũng không có được hướng dẫn nhiều á, thì đông người lại lao vào đó. Cái này đó là cái nghịch lý của đời sống mà chúng ta thấy rõ ràng là ở trong đời này, nếu mà mình làm thiện mà để an lạc á, thì kinh điển chỉ rất nhiều nhưng người ta lại ít làm. Nhưng mà ngược lại, cái con đường ác mà gây đau khổ người ta lại nghĩ rất là nhiều. Thì Thượng tọa Quan Hỷ giải thích là tại sao con đường an lạc đó thênh thang mà ít người đi, ít người chịu khó tìm hiểu, mà cái con đường vào khổ cảnh đó, thì nó gần như là nó đầy gai góc, nó hoang vu mà người ta lại lao vào nhiều. Xin kính thỉnh Thượng tọa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái câu mà ta nói là thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm, thì ở đây đó, nói là nói như vậy, nhưng mà đi xuống như địa ngục ai đi tìm đến chi, họ cũng sợ lắm chứ, họ không có tìm đến. Còn thiên đường họ cũng không biết đâu để họ đi đến. Chẳng qua đó là vì cái sở hành thiện pháp á, thì khó làm, ác pháp thì dễ làm. Mà vì thiện pháp khó làm cho nên cái con đường trời thiên đường không có đến được. Còn ác pháp dễ làm, cho nên ở dưới, cho nên phải sanh xuống địa ngục. Dù cho dưới địa ngục người ta đóng cửa bít bùng, như trong bài kinh, trong cái đoạn đầu bài kinh Hiền Vu mà Đức Phật mô tả về cái cảnh địa ngục đó, thì cửa địa ngục luôn luôn đóng thưa quý vị. Nhưng mà người ta đến nhiều không phải người ta thích đến, mà tại vì họ tạo cái ác nghiệp dễ quá cho nên mới sanh lọt xuống dưới. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng cái nguyên nhân mà thiên đường hữu lộ vô nhân đáo đó là bởi vì cái thiện nghiệp thì khó làm. Chúng sanh không có quen sống trong cái thiện pháp. Vì sống theo thiện pháp, họ cảm thấy họ thiệt thòi, như là phải nhịn ăn, nhịn uống để nhường cái phần mình bố thí cho người khác. Cái chuyện đó ít có ai muốn làm như vậy. Hoặc là phải có cái tâm nhẫn nại, từ bi, dầu cho bị người ta mắng chửi đánh đập cũng kham nhẫn mà chịu đựng. Thì người đời họ cho là như vậy thì mình sẽ tồn ngu quá, cho nên họ không có làm được. Thành thử ra họ không bố thí được, mà không giữ giới được, họ không sống với tâm từ bi được, không có sự nhẫn nại được. Thì không có những cái yếu tố này thì làm sao mà tạo thiện nghiệp được? Khó lắm thưa quý vị. Tâm mà không xả bỏ, tâm mà không có mát mẻ, tâm mà không có nhẫn nại thì họ sẽ làm những cái ác pháp. Như ở trong bài kinh mà Đức Phật Ngài dạy rằng Si lát sma thi cu na năng
khantipathana karanam sabbe bhikkhusala dhamma khatiyaye va vatthante. Cái sự nhẫn nại là nguồn gốc của giới định. Sự nhẫn nại là làm cho tăng trưởng những cái thiện pháp. Thì bây giờ hả, thiếu đức tánh đó làm sao mà được? Mà ở đời họ cho rằng cái gì mình cũng nhịn nhục á. Nội cái mà người ta nói nhịn là phải nhục, chịu nhịn là chịu nhục. Cho nên con người khó là cái việc thiện, khó làm việc thiện thì không có đi được con đường lên cõi trời đâu. Mà cái thiện ác, cái việc ác đó, như là tham sân si, chúng sanh dễ khởi tham sân si lắm. Gặp cái cảnh gì, gặp cái ăn cái mặc ngon đẹp thì họ lao mình tới, họ thích thú giống như những con thiêu thân mà nó lao mình trong vào ánh sáng vậy đó. Thì tham dễ khởi, sân cũng dễ khởi. Chỉ cần gặp chuyện chút xíu họ nghịch ý là bắt đầu họ nổi nóng lên, rồi họ sừng sổ lên, họ ấu đả với nhau, đánh đá với nhau. Những chuyện không ra đâu hết họ cũng thể dễ dàng sân và dễ dàng đánh đập với nhau, làm hại với nhau. Thì như vậy thiện pháp thì rất dễ làm. Do rất dễ làm như vậy cho nên họ mới sanh xuống địa ngục dễ dàng. Chớ cái câu mà nói rằng địa ngục vô môn hữu khách tầm là có. Địa ngục không có cửa, nhưng mà lại có khách tìm đến. Thì quý vị không có ai mà tìm đến địa ngục đó. Nhưng mà tại vì dễ làm việc ác quá đi, cho nên cái nghiệp đó nó tạo ra cái sanh hữu là phải sanh xuống địa ngục. Nếu mà chúng ta gặp mấy người ở dưới địa ngục đó, mình nói cái câu mà địa ngục vô môn hữu khách tầm đó, thì chúng sanh địa ngục họ sẽ cãi lại, họ nói chúng tôi đâu có tiền xuống dưới này chi, này khổ lắm, đâu có tiền chi, đâu có tiền đến mình chi, nhưng mà không biết tại sao mà chúng tôi lọt vào đây rồi. Cái đó là do họ dễ tạo ác nghiệp. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa. Nhất đáng như vậy, Nam Mô Bổn Thầy, xin kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Bạch sư tôn đức và thưa quý Phật tử, xin được hỏi sư Minh Thông có mặt ở trước máy và sư Minh Thông có nghe không? Nếu sư Minh Thông nghe được, xin cho sư Minh Thông trả lời cho một câu thảo luận, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với quý vị. Một lần nữa xin được hỏi sư Minh Thông có mặt ở trước máy và có nghe được không? Dạ. Yeah. Sư Minh Thông, cái sự tu tập của chúng ta đó là thường nghĩ đến giác ngộ giải thoát, nhưng mà bằng cái kinh nghiệm cá nhân của Sư Minh Thông đó, thì những cái hạnh phúc của kiếp luân hồi mà được trình bày, được giảng giải qua ý nghĩa này ý nghĩa khác đó, thì có nên được cảm nhận, có nên được hoan hỷ bởi những người con Phật hay không? Như ở trong bài kinh này chúng ta nghe nói về hạnh phúc, mà Đức Phật này nói về hạnh phúc của Chuyển Luân Thánh Vương chẳng hạn, thì xin trình ý kiến của sư Minh Thông.
Dạ con thỉnh sư Nguyên Thông coi lại mic của mình, đạo tràng chúng con không nghe được âm thanh của sư ạ. Kính nhân mic trên sư ạ. Một hai ba, một hai ba, một hai ba, một hai ba, xin quý vị có nghe không? Dạ, xin hỏi. Dạ vâng, dạ cảm ơn. À, kính thưa sư phụ, giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng giải trong cái bài kinh này đó, thì con nghĩ rằng tất cả mọi người nghe đều đã rất là hoan hỷ và có ý chí muốn tuân theo. Nhưng mà bởi vì cái định lực của mỗi người cũng như cái hoàn cảnh xã hội của mỗi người nó không có cho phép như thế nào đó. Nhưng mà riêng con thì con về nhà con đọc lại và ngồi thiền và tụng kinh niệm Phật và đã cương quyết xa lìa những ác bất thiện pháp. Vì sao vậy? Bởi vì con hiểu rằng tất cả những ác bất thiện pháp, một khi mà chúng ta đã một chút mà sơ sẩy là mà quên đi rồi mất thất niệm đó, thì mình làm những cái điều hay nói những cái câu hay hành động những cái điều mà không đúng với chánh pháp thì chúng ta không tránh khỏi địa ngục. Nếu mà chúng ta nhớ được như vậy, một cái ác bất thiện pháp mà chúng ta vô ý hay là chúng ta sơ suất hay là chúng ta do thất niệm thì chúng ta phạm cái ác pháp đó thì chúng ta không tránh khỏi, không có tránh khỏi địa ngục. Là bởi vì một ác pháp đã làm ra thì do cái luật nhân quả thì chúng ta sẽ lãnh cái ác báo đó. Thì nếu mà chúng ta hiểu biết được như vậy thì chúng ta càng ngày càng tinh tấn và cố gắng tối đa để mà sống trong cái chánh niệm tỉnh giác. Sống trong chánh niệm tỉnh giác là sống trong giây phút hiện tại. Mà sống trong giây phút hiện tại tức là phải niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Khi mà chúng ta theo dõi được hơi thở vô, hơi thở ra của chúng ta là chúng ta đang sống trong hiện tại. Và khi mà sống trong hiện tại thì chúng ta biết cái là hành động của chúng ta phải là do cái nhân vô tham, vô sân, vô si. Đó, thì như vậy thì chúng ta mới đúng. Cho còn mà chúng ta không sống trong hiện tại thì do một cái chút mà sơ suất của chúng ta là chúng ta thất niệm đó. Thất niệm tức là không còn theo dõi hơi thở. Và không còn theo dõi hơi thở tức là không có sống trong giây phút hiện tại, mơ màng về quá khứ hay là ước vọng ở tương lai. Và cái đó là không đúng. Quá khứ đã qua rồi mà tương lai thì chưa đến. Cho nên chỉ có giây phút hiện tại thì mới là nơi mà chúng ta phải chú tâm vào và sống trong giây phút hiện tại. Và sống trong giây phút hiện tại là phải dùng những thân khẩu ý của mình để làm những thiện hạnh, tức là nghĩ đến giới luật và nghĩ dạ con thỉnh sư cầm mic trở lại bạch sư. Cái người mà trên trần gian này đó không có ai nói mà mình hoàn toàn đầy đủ trừ những bậc thánh, mà bậc thánh A La Hán là hoàn toàn đầy đủ, còn tu Đà Hoàng Tứ Đà Hàm A La Hàm thì gần gần đầy đủ. Vì vậy cho nên cái mà chúng ta cố gắng sống trong giây phút hiện tại, theo dõi hơi thở và kiểm soát thân khẩu ý của chúng ta mà Đức Phật gọi là thủ hộ các căn, thì tất cả những cái điều đó chúng ta đã học. Mà người nào còn nhớ thì thủ hộ các căn tức là không làm ác hạnh. Bởi vì phải biết rằng khi một khi đã làm ác hạnh thì không thể gỡ ra được. Một khi ác hạnh đã làm rồi thì chỉ cố gắng tối đa để mà làm những cái thiện nghiệp. Mà khi mà làm thiện nghiệp đầy đủ và nhiều nhiều đó thì những cái ác hạnh đó sẽ có thể là không có thời gian để nó trả quả. Cho nên là chúng ta phải thường xuyên và cố gắng tối đa để làm những cái thiện hạnh, tức là đọc kinh, tụng kinh và làm những cái thiện hạnh, tức là bố thí trì giới. Cái quan trọng nhất là trì giới.
cái ít nhất là câu ngũ giới là phải nhớ là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu. Thì tất cả những cái đó mà nếu mà chúng ta sử dụng, chúng ta thực hành, thì kính thưa sư phụ, con nghĩ rằng chúng ta sẽ ít dấp phải những cái điều mà xa vào cái ác hạnh để mà phải mang bị quả báo. Kính thưa sư phụ, con xin trao mai địa chỉ sư phụ để sư phụ giảng giải tiếp thêm những điều mà con nói không đủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con trở lại mai và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thủ kính trừng sư Nguyễn Thông. Thưa quý Phật tử, còn ít thì giờ của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được có một vài trình bày tiếp theo lời giảng dạy của chư Tăng. Thưa quý vị, ở trong cái giáo lý dương sinh thì có đề cập đến một cái hiện tượng của vòng lãnh quẩn hay là vòng luân hồi mà chúng ta được biết qua lời Phật dạy đó. Thì vòng lãnh quẩn này là điều mà tất cả chúng ta cần hiểu, cần nhận thức. Nếu mà chúng ta không có hiểu rõ vòng lẫn quẩn này thì chúng ta luôn luôn sống với cái nghịch lý, và nó cũng là một điều mà chúng ta cần thấy được tại sao mà chúng ta muốn hạnh phúc nhưng mà chúng ta lại sống đau khổ. Như là lời Đức Phật dạy thì mọi thứ là do nhân, do duyên, chứ không phải là không có nhân, không có duyên. Cái vòng lẫn quẩn đó, đó theo trong danh từ chuyên môn Phật học đó, gồm có ba cái phân đoạn. Đó là nghiệp, quả, phiền não. Rồi phiền não nó tạo thành nghiệp, nó tạo thành quả. Lấy một ví dụ là ở trong đời sống của chúng ta, những cái ác nghiệp đó là do cái phiền não tham, là của chúng ta quá ham muốn điều gì đó, hoặc sân, tức là chúng ta quá khó chịu, bực bội với điều gì đó mà si, tham sân si. Chứ tôi muốn hỏi quý vị là quý vị có còn nghe chúng tôi nói rõ không hết? Không biết là quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không? Dạ. Thì cái phiền não đó, nó là cái tác nhân, cái nguyên, nó tạo thành ra nghiệp. Và cái nghiệp đó thì nó lại sinh ra quả. Cái nghiệp gì chúng ta thấy ở trong kinh Hiền Ngu này, Đức Phật kể dạy về thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, và kể cả thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, đôi khi thường khi nó cũng bị chi phối bởi vô minh và ái dục. Rồi từ cái việc mà tạo tác đó, nó tạo ra cái quả, quả vui hay quả khổ. Nhưng mà khi chúng ta đón nhận quả vui và quả khổ đó thì cũng hiếm có trường hợp là chúng ta đón nhận mà không có phiền não. Quả tốt quá thì chúng ta sanh tâm tham, chúng ta cũng sanh ra cái sự nhiễm đắm. Và quả xấu quá thì chúng ta sanh tâm sân, sanh ra thù hận, tâm si, tham sân si. Rồi như vậy là phiền não sanh ra nghiệp, nghiệp sanh ra quả, rồi quả trở lại sanh ra phiền não, rồi phiền não nghiệp quả. Nếu mà nói theo giáo lý dương khởi đó, thì vô minh và hành đó, đó là phiền não. Xin lỗi, vô minh là phiền não, hành là nghiệp. Thức, danh, sắc,
lục nhập xúc thọ đó, đó là quả. Và ái thủ là phiền não, hữu là nghiệp, sanh lão tử sầu bi khổ ưu não đó, đó là quả. Thì trong giáo lý Duyên Khởi đưa ra cái chi tiết về ba phân đoạn là phiền não, nghiệp, quả. Nhưng mà chúng ta nói một cách đại khái trong bài kinh này đó, thì lý do Đức Phật này nêu ra hai cái hành trình của hai hạng người. Một người của Đức Phật này gọi là người thiểu trí, người không có hiểu biết, ngài gọi là ngu nhân. Và người có trí, người có hiểu biết gọi là hiền nhân đó. Thì rõ ràng là cái người mà gọi là hiền nhân đó là người sống giữa cuộc đời này, mà trong cái sự tiếp xúc, trong cái đời sống hiển hiện của nhân quả đó, thì người này lại không để cho mình rơi vào cái ác hạnh. Chúng ta thấy có một điểm này là cũng cái hoàn cảnh khổ, mà có những người đứng lên từ cái khổ đó. Người ta nói té trên đất, đứng trên đất và đứng dậy. Có nhiều người gặp hoàn cảnh khổ, và cái khổ đó nó trở thành một cái vòng cuồng lưu cuốn xoáy họ vào, nhận chìm họ vào sự đau khổ, và họ tiếp tục đi từ cái khổ đau này đến đau khổ khác, mà họ không có thoát ra khỏi. Thật ra một con người mà có cái chất của thiện, và nói một cách rất là chuyên môn, tức là có như lý tác ý, hay là khéo chánh tư niệm, hay khéo tác ý đó, thì có khi có hoàn cảnh xấu, người đó họ vẫn có thể vươn mình chạy được. Nhưng mà thưa quý vị, có rất nhiều trường hợp là người ta gặp cái hoàn cảnh khó khăn, sinh ra trong chỗ tối thì họ chỉ đi đến chỗ tối, không có thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó. Và cái sự việc này đó, nó rất là thường thấy trong cuộc sống này. Thỉnh thoảng thì chúng ta cũng có nhận ra một vài người mà trong đời sống của họ đó, là họ sống đúng với câu nói là Thượng Đế cho bạn cái chanh đó, thì bạn làm một cái ly lemonade, một ly nước chanh ngon để phải là một ly cũ. Có nhiều người nhận cái trái chanh đó, thì chỉ thấy ở đó là cái sự chua chát của cuộc sống thôi. Lạ lắm thưa quý vị, hễ con người mà có cái khuynh hướng thiện đó, thì trong hoàn cảnh là họ cũng sống thiện được, hoàn cảnh khổ cũng sống thiện được, hoàn cảnh an lạc sống thiện được, cái nghịch cảnh cũng sống thiện được, mà thuận cảnh sống thiện được, mà khi bị người ta đối xử mình tốt mình cũng sống thiện được, mà khi người ta đối xử mình phũ phàng cũng sống thiện được. Còn cái người mà cái bản chất là bất thiện đó, thì ngược lại là cho dù họ được người ta đối xử tốt thì họ cũng thể hiện ra cái khí chất bất thiện. Mà trong cái hoàn cảnh dầu thuận hay nghịch thì họ xấu vẫn là xấu thôi. Chúng ta thấy điều đó nó dựa trên cái căn cơ, nó dựa trên cái nhìn. Nhưng mà ở đây thì Đức Phật này dạy trong bài kinh Hiền Ngu thì cả dạy là người sống có hiểu biết và người sống không có hiểu biết. Thì căn bản chúng ta là người con Phật á, thì chúng ta hiểu rằng trong cái luật của giáo lý Duyên Khởi thì phiền não, nghiệp, quả, rồi từ cái quả trở lại phiền não trở lại nghiệp, nó luôn luôn là một cái vòng sinh hóa tuần hoàn. Nhưng mà ở trong cái sự tuần hoàn đó, đó thì một số ít chúng ta đó thì giống như là vượt khỏi cái vòng nước, cái dòng nước cuốn để leo lên bờ, còn phần lại là bị cuốn trôi theo dòng nước. Nếu chúng ta để ý cho kỹ, vô minh thì duyên cho hành, hành duyên cho thức. Nhưng mà trong cái hành đó thì có phúc hành, phi phất, phúc hành, bất động hành, rồi ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu. Thì cái nghiệp hữu đó là có nghiệp hữu thiện, nghiệp hữu bất thiện. Nhưng mà cái hướng mà nghiêng phúc hành, bất động hành, hay là nghiêng về nghiệp hữu, về hữu thiện, nghiệp hữu cái nghiệp hữu mà tốt đẹp đó thì tương đối rất ít.
Thì ở đây Đức Phật đặc biệt ngày nói đến một người sống có hiểu biết hay không có hiểu biết. Chúng ta lấy tương tự là trong đời sống này, việc nấu ăn hay là làm vườn, thì trong cái cách mình làm nó có một cái mình gọi là đúng cách và một cái gọi là không đúng cách. Về cái đúng cách đó, thì thưa quý vị, nó lại ngon, rất là tốt. Nhưng mà cái đúng đó thì ít có người biết làm, và cái không đúng đó thì người ta làm rất là nhiều. Chúng tôi lấy ví dụ là cách đây mấy hôm trước có một người Phật tử, họ chỉ chúng tôi cách luộc trứng để có được cái trứng hồng đào ăn ngon. Là ví dụ như nước sôi rồi mình để cái trứng vào để nhẹ nhàng được cái bể, mà mình đếm 8 phút luộc nó lên đúng 8 phút đem ra được cái trứng hồng đào rất là ngon. Thì thứ gì cái đó, cái gọi là đúng đó, nó chỉ là một cái lằn ranh, một cái mức độ rất là mảnh, rất là khó. Có nhiều người họ phải tìm hiểu, họ phải thí nghiệm, rồi cuối cùng cái thời gian chừng đó, cái phân lượng chừng đó, cái mức độ chừng đó gọi là thích hợp. Và Đức Phật Ngài là người chỉ cho chúng ta cái chừng mực đó, không phải dễ dàng đâu. Dạ, đa số chúng ta làm mình luộc có khi nó quá sống quá chín, có khi 5 phút, có khi 10-15 phút. Thật ra cái chừng mực, cái chính xác đó ở trong kinh Phật có nhiều khi dùng cái chữ gọi là Dhamma, là pháp. Dạ, Sokhato Phakvata Dhammo, pháp được Thế Tôn khéo giảng, tức là những cái điều đúng, những cái điều chính xác, những điều chuẩn xác, những cái điều lợi lạc, những cái điều mà mang lại hạnh phúc đó, đó chừng mực đó. Mà cái mức độ đó rất là to. Như chúng tôi nói rằng, ví dụ như là mình luộc trứng mà mình luộc mình muốn cái trứng hồng đào mà mình luộc 9 phút hay luộc 7 phút đó, thì có khi nó quá hay là nó không tới đó. Thì cái quá cái không, nó có nhiều mức độ lắm. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút rưỡi, 5 phút, 5 phút rưỡi, 6 phút thì nó cũng là mức độ, nhưng mà rồi nó không tới. Cái mức độ mà nó tới nó chỉ là một cái mức độ rất là chính xác. 8 phút là 8 phút. Thì ở đây trong cuộc sống này, khi mà chúng ta đề cập đến hai cái thái độ mà Đức Phật dạy, là thái độ của một người một ngu nhân và một người hiền nhân, và mà trong kinh gọi là Palap và Bandita, thì chúng ta có thể nhận thấy rằng cái cuộc sống đó, Đức Phật Ngài cho chúng ta một cái người ý là cuộc sống có hiểu biết. Hiểu biết ở đây tức là tin vào nhân quả, cuộc sống có trí tuệ. Mà lạ lắm thưa quý vị, cái người mà họ sống mà họ có trí tuệ đó, thì họ hay nghĩ đến cái chuyện mà làm điều tốt, làm thiện sự, làm thiện hạnh. Mà cái người mà họ không có trí tuệ đó, thì có khi cả ngày, cả tuần, cả tháng đó, thường là họ nghĩ đến những chuyện nhiều không, mà những chuyện đó chẳng mang gì lợi lạc cho bản thân của họ, và không mang lợi lạc gì bản thân người khác. Thành ra cái cuộc sống của người có hiểu biết và người không hiểu biết đó, nó rất là khác biệt. Và dĩ nhiên từ cái khởi điểm đó, khởi điểm là hiểu biết chân thật, hiểu biết không chân thật đó, thì nó tạo nên một hành trình. Và chúng ta cứ thấy là mặc dù chúng ta đứng từ một điểm, nhưng mà từ điểm xuất phát đó và cái điểm đến đó, nó khác biệt đó, thì càng đi càng xa nhau, xa lắm. Khi mà mình chấm tọa độ mà chấm một, chỉ dịch một chút xíu thôi là chúng ta đi rất là xa. Và khi đi xa thì có đôi khi Đức Phật dạy rằng từ chân trời này qua chân trời kia ngược lại rất là xa xôi. Thì cái thế giới của người thiện, thế giới người ác nó cũng xa như vậy đó. Có những chuyện mà một cái người thiện họ làm mà người ác không bao giờ cảm nhận được. Ví dụ như một cái người mà họ không bố thí đó, họ không bao giờ hiểu được cái hạnh phúc của sự bố thí. Và họ chỉ nghĩ làm sao thu góp, tích góp, làm sao thủ đắc được thì nó. Nhưng mà cái người bố thí đó, thì họ thấy rằng cái chuyện mà mình cho ra, mình chia sẻ, mình ban bố thì mình hạnh phúc. Cái đó là một cái nhận thức rất là khác, mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được điều đó. Và đây là một cái điểm mình sống có nhiều khi phải trải qua. Bởi vì chúng ta nghe trong tuần tự pháp thoại đó, Đức Phật Ngài có dạy khi mà có những người Bà La Môn đến gặp, thì Đức Phật dạy về tâm pháp. Ngài nói rằng ở trên đời này không phải chỉ có thu góp thủ đắc mới là hạnh phúc, mà cho ra bố thí cũng là hạnh phúc.
ở trong cuộc đời này không phải chỉ sống buông thả mà sống có nguyên tắc, thì không phải chỉ có cõi người mới là hạnh phúc mà còn có những cảnh giới khác hạnh phúc hơn, tại chúng ta chưa biết thôi, đó là cõi trời. Ở trong thế giới này không phải chỉ có hưởng thụ năm dục lạc và hạnh phúc, mà cái sự từ bỏ năm dục lạc đó cũng có hạnh phúc. Và trong thế giới này không phải chỉ có con đường xây dựng cái lợi với hạnh phúc, mà con đường xuất gia cũng hạnh phúc. Thì năm pháp này Đức Phật dạy đó, Ngài giới thiệu một cái nhìn khác, một thế giới khác, và cho chúng ta cái nhìn khác. Và cái người có trí ấy, thì không có sống theo cái kiểu gọi là ếch ngồi đáy giếng, nghĩ rằng ồ mình là nhất rồi. Và có những người sống trong cuộc đời này nghĩ rằng cái gì mình biết, cái gì mình làm là nhất rồi, không có ai hơn được nữa. Nhưng mà khi có những bài kinh như bài kinh Hiền Ngu này thì mở cho chúng ta một thế giới rất rộng. Chưa chắc cái mà chúng ta hiểu, chưa chắc cái mà chúng ta biết, chưa chắc cái mà chúng ta tin, chưa chắc cái mà chúng ta hoan hỷ là tuyệt đối đâu. Mà nó cái thế giới đối ngược đó, đôi khi nó lại hạnh phúc hơn nhiều. Và nếu mà chúng ta lắng nghe được những lời Đức Phật dạy trong bài kinh Hiền Ngu này, cảm nhận được thay đổi đời sống, thì thật sự chúng ta rất là hữu duyên, hữu phước, hữu hạnh. Bởi vì thứ vị ở trong cuộc sống ít có ai dạy chúng ta điều tốt lắm. Người ta chỉ xúi, người ta chỉ chỉ chúng ta những điều làm việc sằng bậy hay đi vào con đường có tất cả rất là bản năng. Nhưng mà gọi là có ai đó mà khai tâm và chỉ điểm cho chúng ta sống khác hơn, sống tốt hơn, thì chuyện rất là hiếm. Vì vậy chúng ta đọc bài kinh này thì chúng ta thấy rằng rất là may mắn chúng ta là con Phật. Ít nhất có một điều thưa quý vị, khó có ai làm những việc sắc sanh trộm cắp vân vân mà người đó nhân danh rằng ồ tôi nhân danh Đức Phật làm như vậy. Không ai ôm bom tự sát mà nói rằng tôi làm như vậy để vì Đức Phật hết. Tại Đức Phật không dạy chúng ta những điều đó. Nên chúng ta may mắn là con của Phật. Và nếu chúng ta nghe và cảm nhận bằng niềm tin, bằng trí tuệ và bằng cái sự chiêm nghiệm thật sự, thâm nhập thật sự, thì rất là nhiều lợi lạc cho chúng ta. Thì chúng tôi có nói một lần với quý Phật tử là bài kinh này nên là một bản kinh tụng, và kinh Hiền Ngu này nên bản kinh tụng. Tại vì nếu chúng ta thường tụng đọc hàng ngày đó, thì bài kinh này giúp cho chúng ta nhắc nhở rất là nhiều. Đây không phải là một bài kinh khó hiểu, nhưng mà là một bài kinh cần được nhắc đi nhắc lại tụng đọc hàng ngày. Thì hôm nay không có chư vị giảng sư đông ở trong group, chỉ Thượng Tọa Tuệ Siêu và Sư Nguyên Thông, thì chúng ta có vài lời để tiếp theo những lời trình bày của chư Tăng. Bây giờ thì đã hết giờ rồi, xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính truyền chư Tổng Đức đã vào rung để chia sẻ đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, con thanh thủy, thay mặt đại chúng tâm rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng vi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý ốc đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự chân thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta dứt tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy.